Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục về hàng trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bác lại cái mẫu vỏ thùng xúc hầm 50, xúc kép hầm 50 nhé. Con này là thùng sử dụng 2 bát 50. Các bác có thể nắp từ 19 họng 16, từ 19 cùng 16 này, từ 2 côn trăm, từ 28 côn trăm 25, từ 30 hoặc từ 32 côn 150. Đấy, tùy. Tất là cứ loại bát 50 inch. À đâu phải, bát gọi bát 50 thôi, 18 inch để các bác nắp được nhá. Đấy. Thì về có một chiếc trong góc kia các bác nhìn này, vận chuyển thế nào hơi sức một tí. Đấy, đối với em xử lý sau. Thì đây là tiếp tục về hàng trong buổi chiều tối ngày hôm nay nhá. Thì giá em sẽ báo lại cho các bác này. Hiện tại bên em đang bán với mức giá bao ship là 7.500.000 đồng và giá tại cửa hàng là 5.500.000 đồng trên một cặp. Là bao gồm đầy đủ cho các bác là ốc, đai, góc, cạnh đầy đủ hết tật tần tật. Phụ kiện đầy đủ full option. Đấy. Là các bác về là chỉ việc có nắp mỗi bát vào thùng thôi. Thùng bên em là sơn sàn cát nhá. Đây, thùng đây. Con này thì nó không có cái tay sách đằng sau. Đấy, không có chỗ để bắn ốc. Ốc bánh xanh ấy. Nên là các bác về là bắn là cứ thế là bắn thẳng vào thùng. Đấy, điểm trừ tí. Cố gắng lần sau thì em sẽ làm đầy đủ cho các bác là có cả khu vực để bắn ốc bánh xe. Đấy, lật ngựa ra nhé. Đấy. Còn là các bác thích thì em sẽ nắp cho cái bánh xe, tính thêm 600.000 nữa tiền bánh xe. Thì đây thùng đây, nếu thùng này em vừa đóng xong một chiếc, còn chiếc còn này là bây giờ đang chờ đây. Bây giờ vừa đóng xong một quả này, một quả này là nặng 72 kg, cả bìa, bìa chắc tầm 3 cân thôi, 3-4 cân thì tầm ý, thậm chí 5 cân đi. Đấy. Thùng không thôi đã hơn 60 cân rồi. Đấy, thùng dưới đáy thì có chân cao su. Đấy, quên rồi, vừa nãy không lấy thêm chân cao su nữa. Đấy, tặng cho các bác. Quên không lấy thêm rồi. Thôi được rồi, các bác nào lấy thì em sẽ tặng sau cho các bác nhé. Đấy. Thùng xúc kép hầm 50 full option. Đấy, cấu hình đẹp nhất. Thùng này thì có số đo thì khá là hoành tráng nhé. Bởi vì em sẽ lấy cái thước em đo cho các bác xem. Đây, đo thì em sẽ đo ngoài trời cho đẹp nhé, cho các bác nhìn nó rõ. Tổng chiều dài bề mặt, tổng chiều dài bề mặt là vào 1m18, 1m18 đấy nha. Chiều sâu của cái thùng này sâu hết cỡ nhá. Đo chuẩn không đo chéo đâu, 80 được chưa, 1m18 80. Và cộng với chiều cao bản thân thùng và cả chân cao su thì em đo luôn chân cao su là vào 63 cm, cao 63 cm. Được chưa? Đấy. Em chỉ đo đấy thôi, còn các cái này không phải đo à? Các cái này đo làm cái gì? Copy nguyên một con mẫu. Được chưa? Đấy. Ok nhá, thì các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Giá thì em đã báo rồi, 7.500.000 bao ship và giá tại cửa hàng là 5.500.000. Các bác lấy 2-3 cặp thì em sẽ có giảm giá cho các bác chút xíu nhá. Đấy. Cước phí vận chuyển một đôi này khá là nặng đòn đấy. Quả kia 72 cân. Thế vẫn nhẹ hơn là 107 cân của quả siêu xúc kép hôm trước em có giới thiệu. Còn đi khối lượng thùng to hơn và lớn hơn, nặng hơn rất nhiều. Nó đánh thì kinh lắm. Cặp này đánh lên thì cũng khá là khiếp các bác nhá. Đấy. Đấy, đóng gói xong thì trông nó hoành tráng này. Đấy, đóng gói nên là hôm nào gửi Viettel là chỉ có đo rồi, còn gửi xe là không phải đo. Đấy. Các bác nào đấy thì hãy tu hú với em một tiếng nhá. Hàng đang có sẵn. Rất là muốn hàng đi nhanh và đi sớm để nó rộng nhà. Dạ đo sâu là vào gần 80. Đấy. Đo ngang đây, em sẽ cố mà đo cho các bác xem. Cố mà đo đây. Hơi khó đo tí nhỉ. Đây các bác xem chút. Đấy. Tổng chiều ngang mặt đây có khi vào 1m2. Đấy, xít nữa thì 1m2. Vào 1m19, 20. Đấy, thôi được rồi, nó cộng thêm 1-2 phân nữa nó thò ra. Đấy, chuyện bình thường. Ok nhá, thì các bác nào quan tâm đến mẫu siêu thùng la súp này thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Đấy, qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Con này thì em đã đấu sẵn dây rồi nhá. Nhưng cái mẫu này là làm xong cái là đấu sẵn dây luôn cho các bác. Về là các bác là chỉ việc đấu dây vào bát thôi. Nắp bát vào thùng xong đấu dây là xong thôi. Tiện cái làm hộ luôn các bác. Chứ như lần trước là nửa quá là bán thùng là không có tặng dây rác gì, không có đấu sẵn dây cả. Các bác về kêu trời kêu đất lên. Đợt này thì em làm đầy đủ luôn. nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Về là chỉ việc lắp bát vào thùng xong đấu dây là xong thôi. Nhớ đấu đúng âm dương là được. Nhiều các bác vui tính lắm. Bát nhiều các bác của bác nó nỗi sao ấy. Nó ngược vào bát, nó nắp vào thùng, thùng rõ ràng nó rung vào mầm lên mà không thấy tiếng bát đâu cả. Đấy. Ví dụ nghe một vế bên này thì mạnh, nghe một vế bên này mạnh, thế còn đứng ở giữa thì nghe nó không có tiếng. Đấy, nó ngược pha. Nhiều các bác đấu nhưng mà không biết là bát nó nỗi sao, nhiều các bác kêu chán đời quá. Sau này em phải bảo là anh bây giờ anh thử từng chiếc một đấu pin, con nào màng nó nồi ra thì là cộng, con nào màng nó thụt vào là trừ. Nên là đúng có một con nó bị ngược. Ngược nhưng mà không phải là ngược do bát mà ngược là do cái cọc đấu của nó, cái đỏ và đen thì hai cái nó lại lẫn lộn nhau. Đến chịu các bác thôi. Ok, video đến đây là kết thúc nhé. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.